Lúc mình xin vô làm phụ bếp ở trong cái nhà hàng Nhật á, mình nhìn thấy lúc đấy mình chưa có định hướng là mình theo cái bếp nào hết. Và mình thấy ở trong đó họ làm những cái món ra nó rất là đẹp, nó nhìn nó thanh thoát á. Cái cách đờ co rồi những cái đồ ăn tươi sống như cá các thứ mình thấy rất là thích. Thế ra mình mới theo cái nghề này luôn. Mình chọn nghề chứ không phải là nghề chọn mình. Mình là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1978. Mình làm nghề là được từ năm 97 tới giờ, được 21, gần 21 năm rồi. Khi mà mình học xong cấp 3 thì gia đình mình về bố mình á thì không vấn đề gì, mẹ thì hơi cản chút xíu. Nhưng mà sau thấy theo cái nghề này có phần tốt, mới cả nó hợp với mình hơn thì mẹ cũng không phản đối nữa. Để trở thành một đầu bếp của cái nhà hàng 5 sao ấy, thì áp lực rất nhiều và đòi hỏi rất nhiều cái kỹ năng riêng của mình. Mình phải có cái về cái uy tín, rồi về trình độ ngoại ngữ, rồi thêm những cái phần kỹ năng cơ bản riêng của mình ấy, là mình phải lắm thật chắc. Cái áp lực nữa là về mình món ăn mình đưa ra là về đối với khách hàng, với cả chủ nhà hàng. Khi mình đưa ra là phải được khách hàng chấp nhận hay không. Mình nên có cái tâm để mình làm vào trong cái bếp, mình yêu nghề một chút. Rồi thêm nữa là mình nên đi học những cái ngôn ngữ của người ta, mình học nó mình mới chuyên sâu, mình học được, mình đọc được tất cả tài liệu, những cái món ăn hay những công thức gì đó của cái nghề bếp của mình á, thì mình làm thì nó tốt hơn. Rồi nói về món Nhật Bản thì cái tâm đắc nhất của mình á là sashimi và sushi, là mình rất là tự tin. Phong cách của mình nó mới với cả hơn những cái chỗ khác một chút xíu. Mình lai sang những cái món Ý nhiều, thiên về Ý nhiều. Giữa truyền thống và biến tấu á, ngày trước mới vào nghề học thì đương nhiên là cái truyền thống mình thích rồi. Mà sau khi mình học những cái truyền thống nó qua với cái lớp đấy là cơ bản mình đã nắm vững rồi. Thì đến bây giờ thì mình lại thích sang cái biến tấu hơn. Nghĩa là mình để 50-50 hoặc là 40-60. Mình lúc nào cũng thích muốn làm ra những cái món mới, đặc sắc mà đưa ra thực khách ăn á, mà họ cảm thấy là hài lòng á, thì mình rất là vui. Xưa mình có ông khách, thì cái ngày đó ngày mình nghỉ ca, nhưng mà ông tới nhà hàng cũng không thấy mình. Thì ông nói là không có mình làm thì ông không chịu ăn, nên nhất định là phải có mình. Thì mình mới từ nhà mình mới chạy lên, mình không nghỉ nữa, mình lên mình làm cho ông ăn xong mình mới về. Thì đó là những cái kỷ niệm của mình. Mình gặp rất là nhiều khách hàng khác nhau, có người khó tính, người dễ tính, những cái khen có và chê cũng có. Cái đó là cũng là cái tạo cái động lực cho mình để mình làm cho mình tốt hơn nữa. Phần sushi không á, là mình đã có ba cái vị khác nhau rồi. Trong đó nó gồm như là có lấm giác phổ, rồi có thêm cái gan ngỗng, rồi thêm những cái sốt wasabi ở trong đó. Nên nó ra cái vị riêng, nó không có lẫn với những nhà hàng khác. Nói chung hầu như là cá khi mà bên Nhật chuyển về đây á, là không phải là hàng đông mà họ giữ lạnh. Mà ngay cái tại chợ ở Nhật người ta đã xử lý con cá và bảo quản ấy, chuyển về Việt Nam mình. Thì mình kiểm lại là sao? Thứ nhất là về cái độ tươi ngon về của con cá, hầu như họ xử lý là rất là tươi. Về đến đây mình kiểm sơ qua lại là thấy rất là tốt rồi, bản thân là cái tiêu chuẩn của Nhật nó đã cao rồi. Sau đó mình mới xử lý, rồi mình sơ chế, mình mới cất đi. Hầu như cái cá của mình á, để mà bán ở đây mình không thể là mình làm trực tiếp ra liền, mình phải qua một lần mình xử lý lạnh trong vòng 6 đến 8 tiếng rồi mình mới cắt cho khách. Thì lúc đấy miếng cá của mình ăn nó sẽ khác hơn những lúc mình vừa mới mổ xong mình cắt liền cho khách. Mình thấy cái nghề này nó vẫn đeo đuổi mình rất là khó rất ra. Nhưng mà mình chưa nghĩ ra được mình làm cái nghề nào khác ngoài cái nghề mình đang chọn. Thế sau 21 năm mình theo nghề thì mình cũng đạt được, mình cũng có được nhà riêng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Lo được các con cái, vợ con cũng đầy đủ, không có mức độ thiếu thốn lắm. Thì mình cũng đang có cái dự định lâu rồi,
Nhưng mà đây là chưa phải lúc mà mình sẽ chờ khoảng 5 năm nữa. Có thể mình sẽ tự mình sẽ phải mở ra cái nhà hàng cho riêng mình để mình thỏa mãn cái đam mê của mình.